tiếp nói trong buổi trưa ngày hôm nay em có một cây linh sam đang ra hoa muốn giao lưu góp vui cùng cả nhà mình nha cây này nó sẽ có hai màu đó là màu tím và màu hồng nha anh chị em mình đây cành phía trên này là hồng nha anh chị em mình em úp ghép hồng nha còn cành phía dưới là linh sam siêu bông ưu điểm nha anh chị em mình hoa màu tím đậm rất là thơm nha cả nhà để em quay một phần ở cây này cho anh chị em mình xem ha cây này anh chị em mình về thay cái chậu nữa ở nhà rất là duyên cái gọng của nó là cái nhà nó có cái gọng rất là duyên nha cái này hoành 21 nha anh chị em mình cây rất là già hoành 21 chiều cao thoát thân của nó là 38 còn mình tính chiều cao mà luôn bộ tàn của nó thì 70 cm nha anh chị em mình hiện tại thì cây đang cho hoa như hình như cả nhà hoa rất là nhiều Đây lên xem siêu bông ưu điểm nha anh chị em mình hoa màu tím rất là đậm nha cả nhà nha Hả, lá nhỏ hơn siêu bông Hoa tím đậm Rất là thơm anh chị em mình ơi Đó, Anh chị em mình xem một hoa dùm em ha Còn phía bên đây là linh sam hoa hồng Em úp ghép bé bên đây nha cả nhà Anh chị em nào mà ưng ý cái cây này Thì nhắn tin alo cho em Số điện thoại 079 549 nha cả nhà Ưng ừ ý thì nhắn tin alo cho em nha Chúc cả nhà mình có một buổi trưa vui vẻ nha cả nhà nha